À, chào các bạn, thì em sẽ giới thiệu thêm các bạn một cục sạc dự phòng rất là nhỏ gọn của Anker ha. Cục sạc này nó chỉ có một cổng thôi ha. Mã hàng là gì ha? Mã hàng đó là A1263, tên gọi là PowerCore 10.000mAh. Thì cái điểm lợi thế của con này là nó nhỏ gọn thôi. Nếu các bạn sử dụng chỉ một thiết bị, là chúng ta nếu chúng ta không có mua nhiều điện thoại á, chúng ta có một cái điện thoại thôi, chúng ta mua cái cục sạc dự phòng này nó rất là tiện, để chúng ta thể là bỏ túi ha, bỏ túi túi quần, túi áo, hay bỏ vô cái ba lô, hay bỏ vô túi sách, hay là cái ví của mấy bạn nữ á, đều rất là tiện. Điểm mạnh của nó là rất là nhỏ gọn ha. Thì bộ sản phẩm nó gồm một cái cục sạc bé tí gì nè, và một cái túi đựng cho chính nó ha, và một cái cáp A ra micro USB ha. Đó, bộ sản phẩm nó như vậy ha. Ok, thì sản phẩm này nó chỉ có một cổng này, nó có ba màu bạn ha, màu đỏ, màu đen và màu trắng. Thì để cho clip mình nổi bật thì mình lấy cái màu đỏ mình test cho nó dễ ha. Nó chỉ có một cổng thôi, input là micro USB thì nó đã tặng chúng ta rồi ha. Để mà sạc cho nó thì chúng ta dùng một cái cục cốc phải có công suất 2A nha, 2A trở lên ha, thì chúng ta sạc được cho nó rất là nhanh. Nếu chúng ta sạc vào cho nó thì chúng ta cứ cần cắm một cái cốc này thôi, cái cổng micro USB này, thì chúng ta sạc cho nó ha. Còn để mà chúng ta mà dùng điện thoại mà Samsung á, thì chúng ta cũng lấy cái cáp này chúng ta cắm ngược vào đây, để chúng ta hãy sạc cho điện thoại Samsung thôi ha. Cái điện thoại này mình đang bị hư cái cổng, không biết nó sạc của nó vào không nữa. Ok, đây là mình đang sạc cho một cái điện thoại Samsung bằng chính cái cổng cáp của nó luôn ha. May quá, nãy cái cắm hồi nãy nó không có vào, giờ nó vào rồi ha. Ok, thì đó là một cái điểm mạnh của cục sạc dự phòng này ha. Mà không xem được. Dung lượng nó là 10.000mAh và nó chỉ có một cổng output 5V 2.4A, nghĩa là maximum là 12W ha, 5V 2.4A. Rất là nhanh ha. Sạc ra khá là nhanh điện thoại của mình á. Còn cổng vào là input là cổng micro USB thì nó đã tặng cái cáp cho chúng ta rồi, thì chúng ta yên tâm là chúng ta không cần mua cáp ha. Thì input nó cần cốc tối thiểu là 5V 2A. Thì chúng ta thể sạc được cho nó. Thì để so sánh kích thước của nó, mình sẽ lấy một cái thẻ ATM ha. Thì kích thước nó bằng một cái thẻ ATM thôi, nên chúng ta mặc áo sơ mi, chúng ta bỏ túi cũng được ha. Mặc bỏ mấy túi nhỏ nhỏ của mấy bạn nữ á, thì chúng ta đi du lịch mà chúng ta chỉ có cần xài một thiết bị thôi, thì nó là một cái cục sạc dự phòng lý tưởng, do kích thước nhỏ gọn ha, để chúng ta mang theo khi dùng. Rất là tiện, nhỏ nhưng mà nó đến 10.000mAh và đầu ra khá là nhanh là 5V 2.4A. Ok, đây là mình đang giới thiệu các bạn cái cục sạc dự phòng Anker PowerCore 10.000mAh ha, mã hàng là A1263. Ok. Thì đó, thì bây giờ mình giới thiệu xong cái cục sạc dự phòng này rồi. Thì mình sẽ xin phép mình giới thiệu tiếp một cục sạc dự phòng nữa cho tiện ha. Mình sẽ giới thiệu tiếp một cục sạc dự phòng nữa cũng rất là nhỏ gọn mà, so với cái cục sạc dự phòng Anker A1263 này nó rất là nhỏ gọn. Đây, cục sạc dự phòng mà mình nói tới là cục sạc Rap Power ha các bạn. nó khá là nhỏ gọn đúng không? Gọn kinh khủng luôn. Nó chơi bạn thôi thì nó rất là to á. Cái clip là chú ý quay thằng này thôi, chứ cái cục này thì ra đời lâu rồi, nó bán cũng khá là tốt ha. Đây, đây là con khủng long rất là nặng nha, 872g. Đây là cục sạc Rap Power mà hôm nay mình cái chính của nó là mình giới thiệu các bạn đây ha. Thì nó có dung lượng khủng là 27.000mAh ha, và nó có 3 cổng output, một cổng USB-C 5V 3A, hai cổng USB-A, mỗi cổng là 5V 2.4A, rất là mạnh mẽ ha. 5V 2.4A mỗi cổng, và cổng C là 5V 3A. Điểm đặc biệt ở cục sạc dự phòng này chính là nó có thể cung cấp nguồn AC như là một cái ổ điện ha.
Điểm đặc biệt đó là giống như một cái ổ điện thôi. Khi mà chúng ta mua về á, nhà chúng ta cúp điện thì chúng ta có thể sử dụng nó, ổ điện là chức năng AC để chúng ta sạc cho laptop hoặc là cái quạt điện đang trước mặt chúng ta đây ha, hoặc là một cái máy hút bụi, hoặc là một cái nói chung là máy ảnh cũng được ha. Là chúng ta khi mà cúp điện thì chúng ta cắm cái quạt điện ra sạc để chúng ta tránh rơm sảy cho trẻ em ở nhà ha. Đó là tiện, đó là cái chức năng mà mình muốn nhấn mạnh ha. Đây là cái nguồn vào input á, thì nó tặng cho chúng ta rồi ha, 19V 1.6A input nó tặng rồi, chúng ta không cần phải mua thêm ha. Còn output cổng C 5V 3A ha. Hai cổng A là 5V 2.4A mỗi cổng ha. Công suất AC với công suất á, khi chúng ta dùng nó như ổ cắm điện á thì nó là 100W các bạn ha. Các bạn lưu ý 100W, cái nguồn AC 100W á thì chúng ta phải xem những thiết bị chúng ta nó công suất bao nhiêu thì chúng ta dùng. Nếu mà trên 100W thì chúng ta không sử dụng được ha, còn dưới 100W thì chúng ta sử dụng vô tư, giống như cái quạt Mitsubishi ở trước á là 4 mấy W á, thì chúng ta sẽ dùng nó được. Ok, hồi chút xíu mình sẽ test bằng cách là sạc luôn quạt điện này ha. Ok, để nó nặng quá, để mình nè. Các bạn đợi mình xíu nha, clip này chắc không hay lâu á. Nếu các bạn có thời gian các bạn xem hết clip ha. Ok, giờ mình sẽ lấy ra, nó rất là to các bạn ha. Dung lượng 27.000 mAh. Nó tặng chúng ta rất là nhiều phụ kiện và chúng ta mua nó thì chúng ta khá là an tâm ha. Đây. Đây là một cái sản phẩm khá là thú vị. Nó tặng ta một cái túi thì chúng ta đựng cục sạc dự phòng rắp over ở trong, rồi chúng ta có thể đựng phụ kiện cáp kiết rồi đó. Nước hoa rồi nhỏ nhỏ để chúng ta bỏ vào đi du lịch là sảy ha. Cái túi này có khả năng là chống bụi, chống sốc khá là tốt ha. Đây là cái túi bên ngoài bạn, rất là sang trọng để dành cho những bạn mà hay làm việc đi công tác mà chúng ta làm việc bằng laptop, bằng MacBook rồi đó, thì chúng ta mua cái này rất là hay, do nó có chức năng nguồn AC, chúng ta sẽ sạc trực tiếp cho thằng MacBook hoặc laptop bằng cái nguồn AC của nó ha. Ở nhà thì khi cúp điện, chúng ta nhà có em bé nhỏ thì chúng ta sạc lấy quạt dùng nó như là một cái ổ điện để chúng ta sử dụng cho cái quạt điện ha. Ok, nó khá là nhiều phụ kiện á. Nó còn cái sách hướng dẫn sử dụng đây ha. Rap Power là thương hiệu của Mỹ nha các bạn nha. Đây thông số của nó nè. Nó gồm 18 đèn led đó ha, mỗi đèn led thì bằng bao nhiêu pin thì bạn xem ở đây ha. Trọng lượng nó là 847.2 gram nè, kích thước là 13.8, 17 và 3.5 ha. Ba cổng output. Output 2 cổng A như nãy mình nói vậy ha, 2.4A mỗi cổng nè. Cổng C á là 5V 3A sạc trực tiếp cho MacBook luôn ha. Còn AC nguồn ra của nó thì 100W là tối đa, nên chúng ta lựa những cái thiết bị điện trong nhà mà dưới 100W thì chúng ta sử dụng được nó ha. Mã hàng là RB-BB055 ha. Dung lượng là 27.000 mAh. Nó dùng cell pin là lithium polymer nha, loại pin cao cấp nhất. Mà cái loại pin nó cũng dùng của Bana với LG mà, tùy nó dùng, nhưng mà nó dùng là pin lithium polymer là pin cao cấp nhất hiện nay ha. Thì nó tặng thêm chúng ta một cái túi nữa, ngoài cái vỏ sách nhỏ bên ngoài thì nó cho chúng ta riêng cái túi để chúng ta đặt được sạc dự phòng nữa ha. Nhiều phụ kiện lắm. Nó tặng chúng ta thêm một cái phích chuyển đổi, nếu chúng ta xài mà thiết bị 3 chấu á thì nó sẽ tặng cho chúng ta một phích chuyển đổi từ 2 chấu ra 3 chấu nữa ha, rất là tâm lý ha. Còn cái này nè, cái này thì chúng ta có thể bỏ thêm ba cái cáp kiết nữa ha, như là mình muốn xài iPhone thì mình đem một cọng cáp theo ha, hoặc là sạc nhanh cho iPhone 8 thì chúng ta mang cáp theo. Nói chung là cáp gì đó cũng đang bỏ vô bên hông này rất là tiện ha. Và đây là bộ nguồn nó tặng kèm ha, cho nên chúng ta khi mà xài bộ nguồn của chính nó thì 27.000 mAh chúng ta có thể sạc đầy trong 6 đến 8 giờ tùy ha. 6 đến 8 giờ là từ 0% đến 100% thì nó phải 8 giờ ha. Còn ít hơn 100% á thì nó có thể là trong 6 giờ. Thì chúng ta nối vào đây thôi ha. Bộ nguồn tặng sẵn rồi.
để sạc ngựa sạc sạc lại chính nó đó ha. Ok, nó tặng một nguồn, một cái phích chuyển đổi, phích từ 2 ra 3 cháu ha. À, mình bỏ ở đây cho bạn mình ví dụ, mình bỏ trong đây nó tiện nè. Dạ, tặng cho chúng ta đến hai cổng cáp micro USB lần, hai cổng cáp lần ha. Rap power một cộng này dài chắc khoảng 50 cm á, cộng này chắc 30 cm. Thì tặng cho người ta hai cổng cáp có hai kích thước khác nhau ha. Này khoảng 30 cm, này khoảng 50 cm, hai cộng đó. Ok. Và đây thì nhân vật chính nè, nhân vật chính của mình ở đây ha. Đặc biệt cái này là đặc biệt là ai mà dùng laptop hoặc MacBook á và hay đi công tác á, thì chúng ta bỏ hết vào đây ha, nó cho cái túi á, mình đi rất là tiện, bỏ vali hay ba lô vậy đó mang theo rất là tiện dụng. Ok, giờ mình xin phép mình bỏ cái này vô đây luôn ha, để mình thấy cho nó, các bạn thấy nó gọn cỡ nào ha. Đó, khi chúng ta đi là bỏ hết vô đây rất là gọn ha. Mình đem phích chuyển ra đi, tại hồi mình sẽ cần dùng tới. Ok, cộng cáp của mình nha, cộng cáp lightning của mình, để đây rồi sẽ bạn xem thôi. Đó, chúng ta gom lại hết chuyện, chúng ta để rồi gọn ghẽ ha, sạch sẽ, vui vẻ, không quạo. Ok, thì chết cha, mình cái laptop này nó tắt rồi, mình mở lại chút xíu lên nha. Ok, thì với cái một sản phẩm như vậy thì chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ tất cả chúng ta test được chức năng sử dụng của nó. Mồi lại nãy mình ví dụ mình bỏ lại cho bạn thấy nó gọn thôi, cầm nguyên một cái bộ này chính nó và phụ kiện mà bỏ vào thì rất là tiện ha. Đây thì hồi nãy mình nói rồi ha, nó có hai cổng out bật chiếu USB A là 5V 2.4A mỗi cổng và một cổng C sạc trực tiếp cho MacBook. Thì giống như vậy, chúng ta sạc MacBook á, thì chúng ta nếu chúng ta có một cái cáp C2C thì chúng ta cắm trực tiếp sạc cho MacBook luôn. Đây là mình ví dụ đây, đây là mình chưa có sạc ha, mình để con chuột gần MacBook rồi đó, 90% chưa sạc ha, góc trái màn hình bạn ha. Thì mình sẽ dùng cái cáp C2C để mình sạc cho MacBook. Cái clip này hơi dài nha, tại nó nhiều chức năng quá nên các bạn chịu khó theo dõi nếu các bạn quan tâm ha. Đó, nó đã nhảy lên rồi nè. Đây là mình quay gần cho bạn xem nó đã sạc chưa ha. Ok, đang sạc ha. Dấu đang sạc 90% cái con chuột của mình nè. Đó, đang sạc ha. Ok, một thiết bị. Thì hai thiết bị còn lại á, thì chúng ta cái cáp micro USB mình gỡ cất trong đó rồi ha, mình không lấy ra thì mình sẽ sạc cái cổng A nè. Hai cổng này mình sẽ sạc thêm hai thiết bị nữa. Như là cái iPhone, cái iPhone mình mất tiêu rồi nha. Xin đi lấy cái iPhone cho ba coi. Trước khi iPhone mang đến thì mình sẽ sạc cái Samsung trước, rồi tại nó hai cổng A lận. Lấy điện thoại cho ba, cái điện thoại chỗ đen rút ra. Đang sạc 94% các bạn ha. Đó. Và một cái nữa còn lại chúng ta sẽ sạc cái iPhone. Ok ha, ba thiết bị cùng lúc rồi. Tắt màn hình cho. Đó, 84 đang sạc nè. 82 cũng đang sạc. Ok đó. Thì cái này cũng đang sạc nè, mình quay gần đó, chúng ta đang sạc ba thiết bị cùng một lúc. Ok, đó là chức năng gọi là output ba cổng ha. Thì giờ mình sẽ lấy ra cho nó gọn lại cái đã. Có bạn đang hỏi nè, YouTube nó báo nè. Ok. Thì để mà sử dụng chức năng AC của nó, để mà sử dụng chức năng AC á, quên giới thiệu bạn á, đây là nó có một cái bộ gọi là giải nhiệt ha, tản nhiệt. Để khi nóng quá nó tản nhiệt bên đây ha. Đây input của nó nè,
mời với người ta Vinboost ha, bộ tản nhiệt. Thì thôi thông số của nó là mình quay gần bạn xem ha. Ok. Khi mà sử dụng chức năng AC á, nó để ở đây bạn à. Thật ra hai cái này là hai cổng, cho nên hai cái phích này là phích hai cổng nha. Còn cái lỗ này nè là lỗ để nó cố định vô đây nè, cho nó chắc thôi, chứ cái lỗ này không phải là cái lỗ cắm nha bạn ha. Cái lỗ này chỉ là để cố định với gắn vào nó chặt thôi ha, để cố định cái miếng ngoài đây nè. Nó có hai phích. Thì chúng ta nếu chúng ta ở nhà chúng ta sử dụng phích tròn á thì chúng ta cắm trực tiếp vào ha. Còn chúng ta sử dụng phích dẹp á thì nó đã cho chúng ta một phích tròn, phích đầu nối nè, thì chúng ta cắm vào. Chúng ta sử dụng phích dẹp vào ha. Phích dẹp như giống như mấy cọc này nè. Mấy cọc này nếu chúng ta sử dụng phích dẹp á, chúng ta sử dụng cắm vô là dễ. Đó, thì chúng ta cắm vào ha. Còn nếu phích tròn hay không cần dùng cái đồ chuyển đổi của nó, chúng ta cắm trực tiếp vào. Và để giữ sử dụng chức năng nguồn AC á thì chúng ta đây nút nguồn nè. Power nè. Chúng ta nhấn vào giữ nút nguồn cho đến khi nào mà cái đèn led xanh á, đèn led xanh trên đây nè nó sáng lên là chúng ta chứng tỏ đang có điện ha bạn ha. Nhấn vào giữ luôn nha bạn, nhấn vào giữ luôn, mình đang nhấn vào giữ luôn á. Khi nào đèn xanh sáng lên mình hãy buông ra đó, ok. Đó, bây giờ nó đang có điện đó. Bây giờ nó giống như một ổ điện ha. Một ổ điện di động. Đó, khi nó là ổ điện thì đây. Các bạn thấy phích cái ổ điện mà đem mang lên không? Đây nè, cái này cộng dây của ổ điện ha. Nhấn nó sẽ không có điện. Do là mình muốn test trực tiếp cho bạn xem, nếu chúng ta có một phích tròn gì nè. Này phích gỗ cắm điện ha, phích tròn nè. Thì chúng ta hãy cắm trực tiếp cho nó luôn, cắm vào trực tiếp cho nó luôn. Đó, đây là điện nguồn á, chúng ta đang sạc cho nó ha. Thì bây giờ mình sẽ mở lên. Có điện mà không? Có điện rồi. Thì ở trên chúng ta là một cái quạt ha. Chúng ta đang dùng. Để mình mở ra cho bạn xem thực tế nó là mình đang dùng là không có dùng cái gì hết mà chúng ta dùng điện nguồn trực tiếp. Cái remote đâu ta? Đây. Đây là cái remote của Mitsubishi ha. Mình bật. Nó che chết rồi đó. Nó che rồi. Mình sạc không được. Mình sorry bạn ha. Đó. Cho đứng lại cái coi. Đó. Ok. Đây. Đây là chúng ta đang sử dụng. Đang sử dụng cái ổ điện ha. Đang sử dụng cục sạc dự phòng này BB055 như một cái ổ điện. Mình để mình quay ra để các bạn biết là nó không có rất là thực tế, không có dính dáng gì tới điện nguồn điện ở đây hết ha. Đây cái quạt này là mình đang cắm vào cái ổ điện, và ổ điện này được cấp nguồn AC từ cái cục sạc dự phòng này ha. Và tại sao mình sử dụng được cái quạt, tại vì mình nãy mình giới thiệu rồi á, mình xem đây các bạn thấy không, công suất của nó là 48.5W, bạn thấy không? 48.5W. Thằng này 100W, cho nên những cái ổ điện ở đây nè, chúng ta thể sử dụng thêm một thiết bị nào nữa nếu nó dưới 50W á, tại 48 mình cho 50 chẳng thì nó còn lại dư lại 50W thì chúng ta sạc. Chúng ta xài thêm một cái quạt nữa chẳng hạn. Đó là một cái chức năng rất là hay. Nếu mà chúng ta đi du lịch thì chúng ta sử dụng chức năng này. Tắt cái đi ha. Ok, mình tắt rồi đó. Đây remote Mitsu ha, quạt Mitsu. À quên nữa, ai có muốn mua quạt điện Mitsubishi á, thì comment đó, mình có thể cung cấp cho bạn những cái quạt Mitsubishi chính hãng ha, phân phối độc quyền luôn. Đó là quảng cáo thêm thôi ha. Ok. Thì với cái này thì các bạn nói rồi, MacBook thì sạc bằng cái này, nếu mà chúng ta không cắm điện ok ha, chúng ta xài giống như nó là cái cục sạc dự phòng á là nó vô tư rồi. Còn bây giờ mình còn dư thiết bị nữa thì mình thể xài thêm ha, xài thêm một cái gì đó chẳng hạn. Đó thì chúng ta thể sạc thêm cho thằng khác, tại vì thằng này nó là 49W thì nó chưa đủ 50 ha. Thằng này 48 nè. Cái quạt Mitsu nãy 48.5, thằng này là 49.5 thì chưa đủ 100W, thì chúng ta thể sạc thêm
Thì tại vì nó đang cấp nguồn chỗ điện mà, thì chúng ta hãy sạc thêm cho thằng thằng này ha. Đây, nghĩa là chúng ta đang xài một cái quạt 48.5W, một cái cốc Anker 49.5A2321 vậy mình nhớ gì đó. Và chúng ta đang sạc nhanh bằng quyết giạc thông qua cốc này ha. Cái cốc này được cung cấp nguồn điện thì theo bây giờ nó sẽ là một cái cốc chính nghĩa ha, chứ không phải là cái này. Cái này là các bạn đừng có nói là nó chỉ có cổng C, nó chỉ có 5V 3A, thì 5V 3A thì làm sao mà sạc nhanh được đó. Thì mình đang chứng minh cho bạn thấy á, giờ nó thành biến thành ổ điện và mình nối vào là thành ổ điện đó. Chúng ta đang sử dụng gần 100W, gần công suất tối đa của nó rồi ha. Thì chúng ta đang sử dụng đây, thì khi nó là cái ổ điện rồi, nó chỉ là cái ổ điện thôi. Còn cái cốc mà bạn xài, muốn cốc xịn cỡ nào, thậm chí cái cốc hai bờ chui với bạn cắm vào ổ điện thì chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng đó ha. Thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng sạc của cốc. Thằng này bây giờ nó không cần thiết nó phải là cổng C, cổng A gì nữa, tại nó chỉ là ổ điện thôi. Thì chúng ta thể dùng cái cốc nào cũng được, cắm vào ổ điện và chúng ta xài chức năng của cốc bình thường. Thì bây giờ nó chỉ là một cái ổ điện thôi ha. Thì bạn mua nó thì rất là tiện dụng. Nếu mà sạc thường thì chúng ta sử dụng những cái cổng của nó đây ha. Sạc thường thì chúng ta sử dụng những cái cổng của nó đây. Nó có 3 cổng sạc thường nè. Còn muốn khi muốn sạc nhanh á thì chúng ta cứ biến thành cái ổ điện, chúng ta kiếm cái ổ điện nào nhiều cổng á, chúng ta cắm vào thì nó sẽ ổ điện. Chúng ta muốn xài cốc gì, cốc xịn, cốc dở gì là do cái cốc của chúng ta ha, chứ không phải là do thiết bị này nữa. Ok. Bây giờ mình xin phép mình ngắt ra là cái quạt sẽ tắt nè. Cái này cũng sẽ tắt hết. Cái này cũng sẽ không sạc được, để cho bạn xem ha. Tắt hết các bạn ha. Tại vì mình đang chứng minh các bạn là nó luôn đang cung cấp nguồn trực tiếp cho cái ổ điện này, thì đây là cái ổ điện ha. Thì nó nếu mà chúng ta không cần phải nguyên cái ổ điện này ha, chúng ta không cần nguyên ổ điện này thì chúng ta dùng cái phích của nó tặng nãy á, cái phích mất tiêu rồi nha. Đây. Thì chúng ta không cần gì hết thì chúng ta sử dụng cái phích này thôi. Nếu chúng ta phích dẹp á thì chúng ta sẽ sử dụng vậy. Ha. Thì chúng ta cắm vào thôi. Ta cắm vào thôi là đang sạc các bạn ha. Đã sạc ổ điện rồi ha. Đã sạc rồi. Thì cái cốc này á, thì còn cổng C nè, cổng C của con MacBook nè. Mình cứ tiếp tục mình cắm vào cho nó thôi. Đang sạc. Đang sạc. Đó, thì chúng ta đang sạc một cái MacBook, một cái cục sạc dự phòng ha, đang sạc một cái MacBook, một cái cục sạc dự phòng. Cái MacBook thì nó có 30W thôi, cái cục 49.5 này cổng C nó 30W chúng ta sạc được. Cục sạc dự phòng này có quyết giạc á, thì chúng ta sang sạc quyết giạc cho cục sạc dự phòng này luôn. Đó là một cái điểm rất là hay khi chúng ta biết được là cái chức năng ổ điện là gì ha. Đó, khi đó chúng ta sẽ sử dụng rất là tiện dụng, nhất là những bạn mà có con nhỏ ở nhà mà chúng ta hay đi công tác thì chúng ta có thể sử dụng khi đi công tác nè. Còn ở nhà mà cúp điện thì chúng ta sử dụng nguồn AC, ta mở cái quạt, quạt to quạt nhỏ gì tùy ở nhà chúng ta có ha, thì chúng ta bật cho con mình ngủ thì nó sẽ không có sợ là bị nóng ha. Đó là một điểm mà các bạn nam có thể mua để có thể là tạo bất ngờ cho bà xã của mình ha, khi mà chúng ta sử dụng cái cục sạc dự phòng để phục vụ cho công việc của mình, nhưng nó cũng phục vụ cho ở nhà của mình khi mà cúp điện đó. Thì mình khi mà muốn tắt AC thì các bạn ha, mình nhấn và giữ luôn thì nó khi nào đèn xanh nó tắt á, thì chắc chắn là AC nó tắt rồi, chúng ta tắt lại thôi ha. Đó là chức năng AC, chức năng ổ điện là mình vừa ví dụ rồi ha. Còn chức năng nữa rất là hay, nhưng mà mình phải bạn đợi một xíu, mình phải cắm ổ điện này đã. Chờ mình xíu nha. Tại cái mình phải cắm nguồn ổ điện này nữa. Cái chức năng mình định nói tới là chức năng vừa sạc cho nó mà vừa sạc cho
nói chung vừa in vừa out á, nghĩa là vừa sạc cho nó vẫn có thể sạc cho thiết bị khác được trong khi nó đang được sạc á. Thì bây giờ mình sẽ cắm điện ra. Ok. À, ổ điện mình đi cắm rồi ha, cắm vô nguồn này thì ổ điện đây. Ổ điện có nguồn rồi ha. Khi ổ điện có nguồn rồi thì chúng ta dùng cái bộ nguồn của nó. Chúng ta sạc ha. Bộ nguồn của nó thì nó có cái input bên đây là bên hông nè. Thì chúng ta cắm vào cái input này thôi ha. Ok. Đó. Đây, đây là mình đang sạc cho chính nó đây ha. Nó có 8 đèn led nè, khi nào đầy hết nó sẽ lên bên đây ha, là sáng 8 đèn. Thì chúng ta có 3 cái ổ điện, ổ bên 3 cái đầu ra. Đây, mở để cho đừng có tắt, mở YouTube nó mới tắt. Thì ba đầu ra này thì chúng ta sạc, chúng ta sẽ cắm sạc trực tiếp ha. Thứ nhất là một cái cục sạc dự phòng Remote Sensi 8 led này ha, nghĩa là mình đang sạc cho chính nó nha, mình đang sạc, đang là nó đang được sạc đó. Thì giờ mình đang sử dụng chức năng in out. Khi chúng ta sẵn sàng, chúng ta xài hết pin rồi ha, khi cúp điện ta dùng cái cho sử dụng laptop nè, chúng ta sử dụng cho quạt máy để quạt cho con của mình ha, thì khi có điện lại thì chúng ta vừa sạc cho chính nó và chúng ta sẽ sạc thêm được 3 thiết bị nữa ha. Thì đó là một cái điều rất là hay mà ít có cục sạc nào có được ha, cục sạc dự phòng là có được ha, là vừa chức năng output để xài cho MacBook laptop mà vừa có chức năng là in out. À, đây là chức năng in out, còn cổng si còn lại á, cổng si còn lại chúng ta sạc luôn cho MacBook. Nó nghĩa là chúng ta đang sạc cho chính cục sạc dự phòng RBBB055 này và chúng ta sạc luôn cho thằng MacBook. Đây 90% bạn ha. Đó, chúng ta đang sạc cho MacBook, cho cục sạc dự phòng, cho thêm một cái iPhone, là 3 thiết bị cùng một lúc, trong khi chúng ta vẫn đang sạc cho nó bằng cái nguồn AC. Rồi ha, đây là cái nguồn mình sạc cho chính nó nè. Đó. Ok chưa? Đó là mình đang sạc cho chính nó đây ha. Clip này khá là dài do cái cục sạc dự phòng này nó rất là nhiều tính năng rất là hay ha, là vừa in vừa out, vừa in vừa out, vừa dung lượng khủng mà vừa có chức năng là nguồn AC sử dụng khi cúp điện hoặc là khi có điện mà chúng ta ở sân bay hay gì đó. Ở sân bay mà chúng ta không có ổ cắm điện thì mà đi du lịch chúng ta mang theo là tuyệt vời ha. Đó, vừa in vừa out, vừa là nguồn điện, vừa là một cục sạc dự phòng dung lượng khủng ha. Như đó mình ví dụ rồi ha, nghĩa là chúng ta có rất là nhiều lý do để nên mua cục sạc này ha. Đây nó đang được sạc nè. Ok, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo. Đây là một cục sạc dự phòng mình thấy là rất là thú vị, nên mình khi mình mua về mình review ngay. Mình chỉ mua một cục thôi do nó giá khá đắt, mình nghĩ với cục sạc dự phòng mà 2 triệu mấy thì rất là nhiều bạn cũng ngại bỏ tiền ra, nhưng mà với những cái thông số, những cái tính năng mà mình giới thiệu đây thì mình tin là nó đáng để mua cho mình và cho gia đình của mình nữa. Xin tạm biệt.